Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúng mình là ACT457, những kẻ mộng mơ trên mây với tên gọi là Lufman. Chúng tớ trực thuộc ở câu lạc bộ sách và hành động trường Trung học phổ thông Mỹ Hào. Với sự dẫn dắt của những thành viên trong câu lạc bộ, chúng tớ đã xuất sắc lọt vào top 200 và vượt qua vòng 2 của cuộc thi. Thật vinh dự cho chúng mình khi được tiếp tục tham gia vòng 3 của cuộc thi đọc sách dệt ước mơ mùa 7. Đến với lần này, chúng mình chọn đề tài số 1. Bàn về Gen Z, có hai luồng ý kiến khác nhau. Có người cho rằng đây là một thế hệ tỏa sáng rực rỡ, phát triển toàn diện với những thành tựu đáng nể khi còn rất trẻ. Có người lại cho rằng đây là một thế hệ tan vỡ khi ngày càng nhiều thông tin về tỷ lệ người trẻ mắc bệnh tâm lý, tự ngược đãi bản thân, tự tử, thậm chí là làm hại người khác tràn lan trên mạng xã hội gần như mỗi ngày. Theo bạn, Gen Z là một thế hệ tỏa sáng hay tan vỡ? Thước đo nào cho sự tỏa sáng toàn diện? Bạn nghĩ sao về điều này? Thế hệ Gen Z là một thế hệ khác biệt, là thế hệ sẵn sàng vươn lên, phá vỡ những định kiến để khẳng định bản thân trong xã hội. Mọi người nghe thấy Gen Z ở khắp mọi nơi trong thời đại 4.0 này. Vậy các bạn đã tìm hiểu Gen Z là gì chưa? Generation Z, hay còn gọi là Gen Z, là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ nhóm người được sinh ra vào khoảng 1997 đến 2012. Gen Z được sinh ra vào thời kỳ công nghệ Internet bùng nổ, nên nhóm này còn được gọi là Homeland Generation. Trong thời đại này, thế hệ Generation Z đã vươn lên để chứng minh bản thân, như Olivia Rodrigo, sinh năm 2003, được nhận 3 giải Grammy, giải thưởng về lĩnh vực ở Hoa Kỳ. Billie Eilish, sinh năm 2001, được nhận 7 giải Grammy, 4 giải Brit Award, 3 giải Billboard, 3 giải MTV, 1 tượng vàng ở Oscar. Họ là những ca sĩ quốc tế phá vỡ định kiến của âm nhạc trước kia để làm thành những bản nhạc ý nghĩa khích lệ bản thân cho thế hệ Gen Z. Ở Việt Nam thì thế hệ này còn làm được nhiều điều kỳ tích hơn nữa, giúp Việt Nam sánh vai với cường quốc Nam Châu không còn xa, như Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên, sinh năm 1998, là cô Hoa hậu Hòa bình quốc tế của Việt Nam, đưa Việt Nam vào top 10 Hoa hậu và top 5 quốc gia có cô gái tài năng và xinh đẹp trên thế giới. Song song với những điều trên, thế hệ Gen Z còn là một thế hệ lo âu, trưởng thành từ những áp lực. Gen Z là thế hệ đầu tiên hoàn toàn lớn lên với Internet và điện thoại thông minh, có trải nghiệm rất khác biệt về thế giới so với thế hệ trước. Đây cũng là thế hệ đầu tiên được tiếp xúc với nội dung độc được gây ra bởi các phương tiện truyền thông và công nghệ như quấy rối, bắt nạt trên mạng xã hội. Chính vì vậy, thế hệ này trở thành đối tượng dễ mắc phải các hội chứng tâm lý nghiêm trọng như trầm cảm hay rối loạn lo âu. Gen Z vốn dĩ là những đứa trẻ tưởng như được sinh ra trong một thời kỳ phát triển thuận lợi, nhưng đi kèm theo đó là những vấn đề phát sinh của thời đại mới. Bởi vậy, Gen Z là một thế hệ rất dễ bị tổn thương. Cuộc sống ngày càng hiện đại đồng nghĩa với sự xuất hiện của áp lực liên quan đến phương tiện truyền thông và xã hội công nghệ. Điển hình cho những câu chuyện về vấn đề tâm lý của Gen Z cũng được nhắc đến trong rất nhiều quyển sách nổi tiếng. Đầu tiên là cuốn sách Đại Dương Đen. Quyển sách nói về cuộc sống của những con người bị trầm cảm, đa phần là Gen Z và những áp lực họ phải chịu đựng. Cùng tác giả về cuốn sách trên còn có một cuốn sách mang tên Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ. Đây cũng là cuốn sách nói về tâm lý của những con người Gen Z đang phải đối mặt với áp lực. Nếu Đại Dương Đen là cuốn sách đại diện cho áp lực từ những điều chưa chắc chắn, thì Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ sẽ là cuốn sách nói về áp lực từ thế hệ đi trước. Cùng với những hành trình khám phá bản thân, những áp lực trong cuộc sống thì không thể thiếu đi được hành trình chữa lành. Những uất ức thật bé trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có thể cảm thấy tủi thân. Bởi vậy, những cuốn sách mang yếu tố chữa lành ra đời. Đầu tiên là cuốn sách Giỏ Trái Cây của Lưu Hà Trinh. Giỏ Trái Cây là biểu tượng của sự thăm hỏi, tượng trưng cho niềm mong cầu, an lành, sung túc và hy vọng. Khó khăn thế này mình càng phải cạnh nhau, giống như cây bầu cần dàn leo để sống, giống như Sài Gòn cần băng qua biến động, giống như chúng mình ăn ít lại để chia. Thương tôi, bạn và chúng ta, tất cả những con người đều chịu ít nhiều ảnh hưởng do biến động từ đại dịch. Thương thành phố những ngày bệnh, những cảnh đời chật vật nguy nan. Thương đội ngũ y bác sĩ không quản ngày đêm lo lắng cho an nguy của đồng bào. Bởi vậy,
giỏ trái cây chứa trái yêu, trái tình, trái nghĩa. Sau tâm dịch đi qua, chúng ta học được thêm thật nhiều từ cuộc sống mới. Trong đó có những điều nhỏ bé tưởng chừng như chưa xảy ra lại luôn biến động xung quanh bản thân mình. Sau cơn nghỉ ngơi, đồng thời là cơn chống chọi, bản thân ta lại bước đi trên con đường tìm lại bản thân. Sống chậm lại giữa thế gian vồn vã, tựa như những điều hoàng tử bé đã nói với tôi. Tất cả người lớn đều từng là trẻ con, nhưng chỉ rất ít người nhớ được điều đó. Ngày xưa, thế giới của trẻ con thu bé lại bằng những trò chơi, những câu chuyện phép màu. Giờ đây, khi phép màu hết hiệu lực, thế giới người lớn hiện ra vô tình bắt chúng ta phải bước đi, đi trong cái gọi là hiện thực. Và rồi, dần dần chúng ta bỏ quên một đứa trẻ đang ngủ yên bên trong mình. Gen Z lớn lên như vậy đấy, tồn tại như một thực thể hoàn toàn khác biệt. Cá tính và thước đo cho sự toàn diện của Gen Z chính là bản thân họ chứ không cần tìm kiếm đâu xa. Phát triển bản thân từng ngày là điều mỗi chúng ta cần phải hướng đến. Đối xử tốt với bản thân trước khi làm bất cứ điều gì. Bởi đối xử tốt với chính mình không chỉ là tận hưởng, mà còn là biết băng bó những vết thương.